Dương Quý Phi và trái vải nước Nam. Trong số những triều đại Trung Hoa đô hộ nước ta thì nhà Đường là khắc nghiệt nhất. Mà trong cái triều đại khắc nghiệt ấy thì Đường Minh Hoàng cai trị tới 44 năm. Có thêm bàn tay của Dương Quý Phi làm khổ cha ông ta đến gần 20 năm. Ông vua này tên thật là Lý Long Cơ, lên ngôi lấy hiệu là Đường Huyền Tôn. Tên Thụy là Chí Đạo Đại Thánh Đại Minh Hiếu Hoàng Đế, đời sau gọi tắt là Đường Minh Hoàng. Tên Thụy tức là cái tên được đặt sau khi chết, do người con là vua kế vị đặt cho cha, cho nên tên Thụy bao giờ nghe cũng nổ như pháo. Tuy nhiên trong bài này tôi sẽ ít nhắc đến Đường Minh Hoàng, mà chỉ gọi là Đường Huyền Tôn cho đúng với tài liệu sử. Sách Đường Thư nói rằng đời Đường Huyền Tôn số cung nữ lên đến 4 vạn người. Tuy đã quá đông như vậy, nhưng Đường Huyền Tôn vẫn quyết lấy cho bằng được cô con dâu là Dương Ngọc Hoàn, đang là vợ thái tử. Năm ấy Đường Huyền Tôn 52, Dương Ngọc Hoàn 18. Có thể gọi là trâu già gặm cỏ non, mặc dầu thái tử đã gặm trước từ khi Dương Ngọc Hoàn 13 tuổi, gặm 5 năm rồi mới dâng cho cha. Sử Tàu thì nói rằng là Dương Ngọc Hoàn người đẫy đà nhưng nét mặt rất ngây thơ, làm vua mê mệt và càng ngày càng trở nên ngu muội. Đứng đầu hậu cung thì bao giờ cũng là hoàng hậu, rồi tới phi và tần. Phi thì lại chia làm nhiều hạng, đứng đầu là quý phi. Đường Huyền Tôn không lập hoàng hậu nên phong cho Dương Ngọc Hoàn làm quý phi, tức là địa vị cao nhất trong cung. Từ đó người ta quên cái tên Dương Ngọc Hoàn và chỉ còn nhớ cái tên Dương Quý Phi mà thôi. Dương Quý Phi có 3 người chị cũng đều phốp pháp tròn trịa như nàng. Nàng đưa cả vào cung ngủ chung với vua và cả 3 đều được phong làm phu nhân, quyền hành và bổng lộc rất lớn. Sử viết Dương Quý Phi vốn đẫy đà lại ham ăn và thích uống rượu, không xuống cân được. Mùa hè nóng nực, thị nữ đứng hầu quạt mỏi tay từ sáng đến tối. Trong phim ảnh Trung Quốc, tất cả những tài tử đóng vai Dương Quý Phi như Hướng Hải Lam, Phạm Băng Băng đều không mập bằng Dương Quý Phi thật ở ngoài đời, nếu đem so với những bức tranh vẽ hình Dương Quý Phi từ đời Đường còn để lại đến ngày nay. Dương Quý Phi có một xưởng may 700 người phục vụ, chỉ chuyên thiết kế và may cắt quần áo riêng cho nàng. Trong xưởng may ấy, nước An Nam của cha ông chúng ta phải đem nạp rất nhiều tơ lụa hàng cao cấp. Từ thời nhà Hán trước đó cũng đã như vậy rồi. Sách Liêm Sử Truyện viết, Hán Thành Đế và Hoàng hậu Triệu Phi Yến chơi ở Hồ Thái Dịch. Hoàng hậu mặc quần tía Vân Anh do Nam Việt cống. Nam Việt là tên nước ta từ thời Triệu Đà. Đời Đường thì nước ta đổi quốc hiệu là An Nam. Mỗi lần Đường Huyền Tông cùng Dương Quý Phi đi du ngoạn thì các quan địa phương ùa nhau ra dâng vàng bạc châu báu, trang phục, đồ trang sức cho Dương Quý Phi chọn. Quý Phi chiếu cố đến tặng vật nào thì chủ nhân sẽ được vua thăng chức ngay. Từ đó người ta đua nhau lấy lòng Dương Quý Phi, không cần phải lấy lòng vua nữa. Năm thứ 10 đời Đường Huyền Tôn, tức là năm 722, thì ở nước ta, Mai Thúc Loan ở Hà Tĩnh chịu không nổi sự đè nén và đánh đập của quan quân nhà Đường, đã đứng lên chống lại. Dân phu ào ào hưởng ứng, vì Mai Thúc Loan da ngăm đen nên quần chúng tôn ông là Mai Hắc Đế, đóng đô ở Nghệ An. Đường Huyền Tôn, tức là Đường Minh Hoàng, gửi 10 vạn quân sang đánh. Tất nhiên Mai Hắc Đế chống không nổi, vì ông chỉ là một anh hùng áo vải, một thường dân quật khởi, không đủ lực lượng để đối kháng. Ông phải rút vào rừng và mất trong rừng.
tình hình lại vẫn như cũ và nhân dân ta lại càng bị nhà Đường bóc lột, nhiều nhất là từ khi có chị em Dương Quý Phi. Hậu Phi Truyện kể rằng Đường Huyền Tôn liên tục sai người qua An Nam để thu góp ngọc ngà châu báu về cho chị em Dương Quý Phi. Nói chung, những gì đẹp nhất, tốt nhất của nước ta đều bị vét sạch. Tuy nhiên, có một thứ của nước ta mà Dương Quý Phi cảm thấy không thể thiếu trong cuộc đời nàng, đó là trái vải. Thực ra thì ngay từ buổi đầu Trung Hoa mới đặt ách đô hộ năm 111 trước công nguyên, thì ngoài số cống phẩm nặng nề hàng năm nước ta phải đưa sang, thì một loạt trái cây đặc sản của nước ta cũng đều được Lộ Bác Đức mang về Trung Hoa, trong đó có quả vải. Hán Vũ Đế thấy ngon quá, truyền lập hẳn một khu vườn riêng gọi là Phù Lệ, chỉ để trồng vải. Nhưng cây vải nước ta mang về tàu không hợp phong thổ, nên èo uột không ra gì. Từ đó nhà Hán bắt cha ông ta mang trái vải tươi trồng ở Việt Nam, đặc biệt là vùng Nghệ Tĩnh, mang sang tàu. Nghĩa là việc tiến cống trái vải bắt đầu từ thời nhà Hán, nhưng trở nên cực kỳ nghiêm ngặt từ khi Đường Huyền Tôn gặp Dương Quý Phi. Dương Quý Phi mê ăn trái vải An Nam vì chẳng những nó quá ngon, mà hơn thế nữa, có một ông thầy thuốc lang băm lại xúi Dương Quý Phi rằng quả vải An Nam là loại thuốc tăng cường sinh lực, và phụ nữ ăn trái vải An Nam thì da mặt sẽ luôn tươi đẹp. Từ đó lệnh cung cấp trái vải cho vua và Quý Phi trở thành một quốc sách nghiêm ngặt. Quan quân nhà Đường phải trực tiếp chỉ huy việc trồng tưới, thu hoạch những cây vải thuộc hàng cao cấp nhất. Cha ông ta trở ra biên giới, rồi từ biên giới, người của triều đình nhà Đường sẽ vận chuyển về cho Dương Quý Phi. Sách Dương Thái Chân Ngoại Truyện viết rõ như sau: Dương Quý Phi thích ăn trái vải mà phải là vải trồng ở đất An Nam. Khi mang đến kinh đô, vải phải còn tươi và giữ nguyên màu sắc như vừa mới hái. Đường Huyền Tôn chiều sở thích của Quý Phi, đã không ngần ngại sai người sang tận An Nam mang vải tươi về cho Quý Phi. Ngựa phi nước đại, đường xa ngàn dặm, ngựa ngã gục hoặc người ngã gục thì lập tức thay người thay ngựa khác, tiếp sức mà phóng đi. Từ Trường An đứng trên cao nhìn ra thấy từng đoàn ngựa phi nhanh, bụi tung mù mịt, rồi các cửa thành lần lượt mở toang ra. Người trong cung không hề biết chuyện gì, chỉ một mình Dương Quý Phi biết đó là đoàn ngựa mang trái vải từ nước An Nam sang cho mình. Đó là một đoạn trong sách Tàu còn ghi lại. Dĩ nhiên cha ông ta phải gom góp nhiều thứ khó nhọc hơn nhiều, chẳng hạn ngọc trai dưới đáy biển, sừng tê trên rừng. Nhưng vì trái vải gắn liền với Dương Quý Phi nên nó được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử đời Đường. Trong cuốn tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam của nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, khi nói về cuộc khởi nghĩa của Mai Phúc Loan, các tác giả có viết rằng năm 722, Mai Phúc Loan kêu gọi những người dân phu cùng anh đi gánh vải qua nộp cống cho nhà Đường, đã nổi dậy khởi nghĩa. Sách cũng ghi thêm là Dương Quý Phi rất thích ăn vải của đất Giao Châu. Khi dân chúng lập đền thờ Mai Hắc Đế, người ta truyền nhau bài thơ còn lưu lại mãi đến ngày nay, có hai câu kết như sau: Đường đi cống vải từ đây dứt, dân nước đời đời hưởng phước chung. Thật ra thì khi Mai Thúc Loan khởi nghĩa năm 722 thì Đường Huyền Tôn chưa thu nạp Dương Quý Phi. Hơn 10 năm sau Dương Quý Phi mới xuất hiện. Nhưng điều đó cho thấy việc trồng tỉa, thu hoạch và vận chuyển trái vải là một quy mô lớn lao mà bọn quan lại cai trị nhà Đường tự ý huy động nhằm thâu lợi riêng cho chúng, ngay cả khi chưa có Dương Quý Phi. Là bởi vì vải trồng ở bên Tàu không thành công, nên trái vải An Nam trở thành quý giá để bán ra thị trường bên Tàu. Dân phu nổi loạn theo Mai Thúc Loan chống lại quân nhà Đường thì chứng tỏ số dân phu gánh vải phải rất đông và rất khổ. Bởi nếu chỉ có vài chục người hoặc vài trăm người thì làm sao dám nổi loạn chống lại quan quân đông đảo của nhà Đường. Chỉ có điều như tôi đã nói ở trên là từ khi có Dương Quý Phi thì việc đưa trái vải hỏa tốc về Tràng An là một chỉ thị gắt gao của Đường Huyền Tôn.
quan quân đô hộ chắc chắn bị giảm rất nhiều lợi nhuận, vì họ phải tập trung lo cho Dương Quý Phi, chứ không thể vơ viết cho riêng mình như trước đây nữa. Thưa quý thính giả, kể ra trong các đại mỹ nhân của Trung Hoa thì Dương Quý Phi có lẽ là người may mắn nhất. 13 tuổi làm vợ thái tử, 18 tuổi vọt lên làm vợ vua. Nàng giúp cả một gia tộc họ Dương được vinh hiển. Chẳng hạn người anh họ là Dương Quốc Trung bất tài mà leo lên đến ngôi tể tướng là ngồi cao nhất trong triều đình. Ghê gớm nhất là Dương Quý Phi dám ngoại tình với Trung Ninh Vương, còn lấy trộm cây sáo ngọc tặng Ninh Vương vì ông này mê ca nhạc giống như Dương Quý Phi. Trung Ninh Vương là anh của Đường Huyền Tôn. Vua đã già như thế mà Dương Quý Phi còn ngoại tình với ông anh của vua thì chứng tỏ là Dương Quý Phi không thích kép trẻ. Chuyện tình ấy bại lộ, nàng tưởng cuộc đời mình kết liễu rồi. Vậy mà nàng khéo khóc lóc, cắt lọn tóc giả vờ tự tử. Đường Huyền Tôn lại nguôi giận và đón nàng về như thường. Rồi nàng lại gian díu với An Lộc Sơn. Vua cũng biết nhưng không có phản ứng gì. An Lộc Sơn là người Hồ, lúc ấy đang nắm giữ binh quyền rất lớn ở biên cương. Hồ là tên gọi chung những dân tộc du mục ở phía bắc Trung Hoa mà người Trung Hoa coi thường nên kêu họ là rợ. An Lộc Sơn vào triều xin làm con nuôi của Dương Quý Phi. Mẹ con cởi quần áo tắm cho nhau, trơ trẽn như thế mà vua cũng chỉ coi như một màn kịch. Một trong những người chị của Dương Quý Phi được phong Quắc Quốc Phu Nhân thường xuyên vào ngủ với vua, nhưng lại cũng ngủ luôn với người anh họ là tể tướng Dương Quốc Trung mà vua chẳng bao giờ ngờ vực. Nhiều trung thần thấy An Lộc Sơn khôn khéo lắm, làm thân với Dương Quý Phi lại ra vô triều đình thường xuyên, thì đoán đó là âm mưu của An Lộc Sơn để chuẩn bị làm phản. Họ đề nghị vua phong chức cao hơn cho Cao Lộc Sơn. An Lộc Sơn nhưng tước bớt binh quyền. Vua không bận tâm vì An Lộc Sơn là con nuôi Dương Quý Phi, đời nào lại phản bội. Thế rồi quả nhiên An Lộc Sơn giấy binh khởi loạn. Vua bừng tỉnh, định giao triều đình cho thái tử, rồi vua thân chinh cầm quân đi dẹp giặc. Mặc dầu vua năm đó đã 71 tuổi, Dương Quốc Trung sợ quá bảo riêng Dương Quý Phi rằng: "Thái tử vốn căm hận nhà họ Dương chúng ta đã lâu rồi. Nếu hoàng thượng ra đi, giao triều đình lại cho thái tử thì cả nhà mình sẽ bị thái tử chặt đầu hết." Dương Quý Phi kinh hãi vội quỳ xuống xin vua đừng thân chinh, vì đã 40 năm vua không ra trận. Vua nghe lời, thế giặc mạnh quá đánh vào Đông Quan, kinh đô sẽ thất thủ trong sớm tối. Vua đành phải cùng với Dương Quý Phi và triều đình chạy vào đất Thục. An Lộc Sơn xưng đế, chỉ huy đạo quân Hồ rất hung bạo, tiến đến đâu là chém giết bừa bãi, bất kể già trẻ lớn bé. Khi chiếm được kinh đô Tràng An, An Lộc Sơn vào tìm Dương Quý Phi, định cưới bà mẹ nuôi để đưa lên làm hoàng hậu. Nhưng Dương Quý Phi đã đi rồi. An Lộc Sơn nổi giận, bao nhiêu cung nữ vua bỏ lại, An Lộc Sơn cho giết sạch. Đoàn quân theo vua đến Mã Ngôi thì binh lính uất hận dừng lại không chịu tiến nữa. Họ nhao nhao bảo rằng Dương Quốc Trung là giặc. Một người lính bất ngờ bắn mũi tên trúng con ngựa của Dương Quốc Trung, làm ông té lăn xuống đất. Lập tức ba quân xông vào chém loạn xạ, rồi cắt đầu Dương Quốc Trung cắm vào cái cọc giơ lên cao. Ngay sau đó cả gia đình Dương Quốc Trung và mấy người chị của Dương Quý Phi đều bị giết. Binh lính vẫn chưa hài lòng vì Dương Quý Phi mới là đầu mối gây nên cuộc phản loạn này. Thái giám Cao Lực Sĩ khuyên vua nên giao Quý Phi cho họ để bảo vệ tính mạng của chính vua. Vua gạt nước mắt, gật đầu rồi quay vào bảo Dương Quý Phi: "Trẫm mong phi tử sớm đầu thai." Dương Quý Phi sụt sùi khóc: "Thiếp phụ bệ hạ rồi, chỉ xin bệ hạ cho thiếp được chết trước cửa Phật."
vua bảo Cao Lực Sĩ tìm đến một ngôi chùa gần đó, dẫn Dương Quý Phi lại, lấy một dải lụa, cột một đầu vào thân cây lê trước sân chùa, quấn quanh cổ Dương Quý Phi. Đầu dải lụa bên kia thì đưa cho hai người trẻ tuổi kéo mạnh, cho đến khi Dương Quý Phi chết hẳn. Vua không dám chứng kiến, chỉ ngồi khóc trong nhà. Thái giám vào báo tin Quý Phi đã chết thật. Vua đưa chùm trái vải An Nam cho Cao Lực Sĩ, bày ra để cúng Dương Quý Phi, sau khi cho chôn tạm nàng ở ngã ba đường, rồi tiếp tục lên đường đi vào thành Đô. Sách Hậu Đường Thư viết rằng Quý Phi vừa bị thắt cổ chết thì kỵ mã phóng tới trao cho vua bọc vải An Nam để vua cúng Quý Phi. Vua ngậm mùi từ biệt người tình 38 tuổi sau gần 20 năm hạnh phúc. Mấy năm sau, con trai An Lộc Sơn giết cha. Gã này sốt ruột vì An Lộc Sơn không muốn truyền ngôi cho mình. Thế giặc yếu dần, nhà Đường phục quốc. Đường Huyền Tôn lúc này đã lên Thái Thượng Hoàng, trở về Tràng An. Nhìn cảnh điêu tàn, hàng vạn cung nữ vua bỏ lại đều chết sạch, hoặc bị giết, hoặc bị hãm hiếp, hoặc tự tử. Thi sĩ Bạch Cư Dị sáng tác bài thơ nổi tiếng, tựa đề là Trường Hận Ca, ghi lại chuyện tình của Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi. Người đời sau thường lấy Trường Hận Ca làm tựa đề cho phim kịch hoặc tuồng cải lương. Bài thơ có hai câu kết như sau: đất trời rồi sẽ có ngày tận, riêng hận này muôn kiếp không phai. Đúng, hận này không thể phai, nhưng ai hận ai? Có thể Đường Huyền Tôn hận mình đã ngu muội để nhà họ Dương làm đất nước điêu tàn, và suýt nữa ông mất mạng. Tuy không có thống kê chính thức, nhưng các tài liệu sử ước lượng trận giặc An Lộc Sơn làm Trung Hoa chết mất 1/4 dân số. Sử Tàu nói Đường Huyền Tôn sống những ngày cuối đời rất lặng lẽ, và ông chết trong cô đơn. Chuyện tình Đường Minh Hoàng, Dương Quý Phi đã kết thúc hẳn, vậy mà hơn 70 năm sau còn gây hậu quả tai hại cho một cô gái Việt. Sách Đường Ngữ Lâm có chép câu chuyện như sau: đời Đường Tuyên Tôn thái thú đất Việt, tiến cống đoàn nữ nhạc, trong đó có một giai nhân tuyệt sắc. Vua Tuyên Tôn mừng lắm, phong cho cô gái Việt làm tiệp sư. Sau mấy ngày vui chơi, tự dưng vua đổi ý. Vua bảo Đường Minh Hoàng chỉ có một mình Dương Quý Phi mà suýt mất nước, bài học ấy làm sao trẫm quên được, không thể giữ cô gái Việt này được. Tả hữu đều chúc mừng vua sáng suốt và đề nghị đem trả cô gái Việt về nước. Nhưng vua nói, đã sang đến đây rồi, còn trả về làm gì? Các khanh đem giết đi, rồi lập tức ép cô uống thuốc độc chết. Thưa quý thính giả, thi sĩ Đỗ Mục sống vào cuối đời Đường. Nhân một chuyến ghé thăm Tràng An, nhớ lại chuyện tình Đường Huyền Tôn và Dương Quý Phi, đã viết một bài thơ tứ tuyệt, trong đó ông chỉ nhắc đến một chi tiết đặc biệt về Dương Quý Phi là trái vải của nước Nam. Bài thơ lược dịch như sau: ngoảnh lại Tràng An tựa gấm thêu, hàng ngàn cánh cửa nối liền nhau, vó ngựa bụi hồng phi hớn hở, trái vải mang về ai biết đâu. Nghĩa là nhìn đàn ngựa phóng về Tràng An trong cát bụi mù mịt, chỉ có một mình Dương Quý Phi biết đó là những túi vải, là những cống phẩm quý giá từ An Nam mà Quý Phi mong chờ. Cho đến nay, người Trung Hoa vẫn có câu: vì Dương Quý Phi mê ăn trái vải An Nam, người và ngựa chết dọc đường không biết bao nhiêu mà kể. Quả thực trái vải nước Nam đã gắn liền với định mệnh một đại mỹ nhân của đời Đường, ngay cả sau khi nàng chết. Trái vải Việt Nam thì lúc nào cũng ngon, nhưng riêng với Dương Quý Phi thì cô lại tin rằng ăn trái vải Việt Nam làm tăng cường sinh lực và giúp cho nàng trẻ lâu. Bằng chứng là Đường Minh Hoàng chỉ mê có mình nàng mà bỏ quên 40.000 cung nữ ngày đêm quạnh hiu trong cung. Thưa quý thính giả, Âu cũng là định mệnh. Trân trọng kính chào quý thính giả.